Hello everybody, how are you? I'm doing great. Welcome to I Learn Smart Word Grade 6. My name is Dai, and today I will continue to help you with Unit 5 Around Town and Lesson 3 Period 2. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cover 3 kỹ năng reading này, speaking này và writing ở hai trang sách bài học trang 45 và sách bài tập trang 31. Okay, let's review something. Last time you learned food, right? How to cook them. Grill. Fry. Mình đã nướng, mình đã chiên rồi. Mình có những loại thịt nào ta? Beef, right? Pork. Chicken. Fish or seafood. Khi mình ăn thì mình bỏ thêm cái gì vào? Rau là gì ta? Vegetables or herbs. Onions. Cheese. Wow, very yummy. And I feel hungry already. But when you are hungry, you try to work hard so that we can eat later, right? So, chúng ta sẽ bắt đầu ngày hôm nay thôi nhé. Open your student book, page 45, please. Reading. You read the article and circle the best headline. Number one, food around the world. Number two, a taste of Vietnam. Number three, my favorite food. Rồi, mình sẽ đọc bài và mình đoán cho thầy biết là cái tiêu đề là gì đây? Một, hai và ba. À, thức ăn trên toàn thế giới này. Một hương vị ở Việt Nam này. Hoặc là món ăn yêu thích của tôi. Thì mình nhìn vô cái hình cái đã, look at the photos. You see, phở and cơm tấm. Yummy, yummy. So, is phở popular in Vietnam? Yes or no? Yes, how about cơm tấm? Is it popular in Vietnam? So, what kind of dish are they? So, phở is a kind of noodle soup. How about cơm tấm? It's a rice dish, right? So, what do people make phở with? People make phở with what? Beef or chicken? And what do you see there? You see chili, you see some herbs, right? How about cơm tấm? Oh, with cơm tấm, you see pork, right? Grilled pork, eggs, tomatoes, and some herbs. Good. Do you like phở or cơm tấm? And when do you eat phở or cơm tấm? Breakfast, lunch, or dinner? Ok, vậy chúng ta đã hình dung được sơ sơ rồi ha. Vậy mình sẽ đọc bài với thầy để mình kiếm ra câu trả lời ở đây xem. Louise Wilson, March 18th. There are many popular dishes in Vietnam and you find rice or noodles in most of them. Pho is a famous noodle soup dish from Vietnam. People make it with chicken or beef. They put onions and herbs in it. It smells and tastes wonderful. Another amazing dish is cơm tấm. It is a rice dish with grilled pork and fried eggs. People often eat it with fish sauce on top. I love eating it for breakfast. It is delicious. Food in Vietnam is popular all over the world. So now you see it's about food in Vietnam. So you should choose number two, right? Let's check. Yay. Now you read the article again and this time you try to answer this question. Chúng ta sẽ đọc lại bài đọc và kỳ này chúng ta sẽ nhìn vào những câu hỏi này trước. Sau đó chúng ta sẽ kiếm thông tin ở trên bài mà mình đưa xuống nhé. Thầy ví dụ, what foods are in most of Vietnamese dishes? Mình kiếm cái thông tin nào, most Vietnamese dishes. Most Vietnamese dishes. Chữ most ở đây thì mình thấy là you will find rice or noodles. Đúng không? Giờ đây mình sẽ chọn là rice and noodles are in most Vietnamese dishes. Easy, right? Now, what kind of dish is phở? Thì mình kiếm thông tin ở đâu nè? Phở, phở, dòng thứ mấy? 1, 2, 3. Phở is a famous noodle soup dish. Vậy mình sẽ chọn ở đây liền. Phở is a noodle soup dish, right? Thử check xem. Yes. How about number three? What is cơm tấm?
What is it? Cơm tấm. Rồi mình sẽ nhìn tiếp dòng thứ tư đúng không nè? Dòng thứ năm chứ hả? Another amazing dish is cơm tấm. It is a rye dish with grilled pork and fried eggs. Thì mình đã có câu trả lời đúng không nè? It ở đây thế cho chữ cơm tấm. Vậy mình đã có câu trả lời rồi. It is a rice dish with grilled pork and fried eggs. Và câu cuối xem nào. What do people often eat with cơm tấm? Mình thấy chữ eat with, mình kiếm thông tin ở trên này liền. Dòng thứ 6. Eat it with fish sauce on top. Thì mình trả lời cho thầy Lý. People often eat cơm tấm with fish sauce on top. Yay! So now, can you review some information about phở and cơm tấm? Can you? So, phở first. What kind of dish is phở? It's a kind of beef noodle soup dish, right? What do people make phở with? They make phở with beef or chicken noodles and some herbs, right? And they eat it for breakfast, lunch or dinner. Phở. Yes, you can eat phở anytime, right? You can eat for breakfast, for lunch or for dinner. And phở, is it popular? Yes. Is it famous around the world? Yay. People from all around the world love phở, right? When they think of phở, they think of Vietnamese food. Now, next one, cơm tấm. I love this very much. Cơm tấm is a, what kind of dish is cơm tấm? This is a rice dish. What do people make cơm tấm with? They make it with what? Grilled pork, and what? Fried eggs, good, and rice. We say broken rice, đúng không? Cơm vụn gọi là cơm tấm đó, broken rice. And when you eat cơm tấm alone like that, it's bland, rất là lạc, đúng không? Mình sẽ cho thêm gì vô? You put fish sauce on top. My favorite food ever. Đây là món thầy rất là yêu thích ha. So you have read a passage about phở and cơm tấm, and you can talk about that already, right? Ready to talk? Yes. So we move to the next part. Speaking food around the world. So you are visiting an international food festival, and you work with me in pairs, right? You talk about some dishes and you will think on the food that you would like to try. And remember, you should use words or sounds to get time to think. Chúng ta sẽ dự một cái lễ hội ẩm thực quốc tế ha, và thầy sẽ đi với lại các em và chúng ta sẽ trao đổi với nhau những món ăn này, và nếu mà em thích món nào thì em sẽ tích vô món đó, muốn thử món nào thì mình tích vô nhé. Rồi. Và lưu ý là khi chúng ta cần suy nghĩ thì chúng ta hãy xài những cái cụm từ nào để suy nghĩ ở trong bài Unit 5 thì mình đã học. Đó là từ gì ta? Well, let me think, let me see. Ok. Trước hết vào bài để nói thì chúng ta hãy xem thử xem những cái món ăn nào đây và những quốc gia nào đây. How many countries are there? Có những quốc gia nào? 5. Indonesia, Vietnam, France, Italy and the USA. Rồi, mình sẽ xem là có 5 nước rồi ha. Vậy mình thấy Việt Nam có 2 món, cơm tấm and phở đã nói rồi, đúng không? Vậy mình xem những nước còn lại. What food is in Indonesia? Nasi goreng. Rồi, can you see rice dish with rice, chicken and eggs. How about France? Steak frites. Ok, mình có steak là mình biết là có beef ở trong rồi, đúng không? Fritz là có thoi thể chiên, rồi mình sẽ có beef and french fries. It's a kind of meat dish. How about from Italy? We have spaghetti carbonara. Spaghetti carbonara. It's a pasta dish with pasta, pork, eggs, and cheese. I love cheese. The last dish is from the USA. We call that chowder. Chowder is a kind of soup. Đây là một món súp ha. Súp có gì ở trong? Seafood, potatoes, onions and green. Món súp này có kem nữa ha, kem đặc nữa. Okay, let's
show you a sample of the conversation. Thầy sẽ chúng ta xem một cái mẫu hội thoại thử nhé. Chúng ta xem mẫu hội thoại thử, thầy sẽ đọc và chúng ta đọc theo nha. What is cơm tấm? It's a rice dish from Vietnam. What do people make it with? Lúc này mình suy nghĩ đúng không? Well, let me see. Grilled pork, fried eggs, and fish sauce. Would you like to try it? Yes, I love to. Dễ ha. Vậy, teacher first, then you. What is cơm tấm? What do people make it with? Would you like to try it? Okay. Can you switch the role? Can you switch the role? You start first. It's a rice dish from Vietnam. Grilled pork, fried eggs, and fish sauce. Yes, I love to. I'm hungry. Is it easy? Dễ ha. Vậy chúng ta sẽ chọn một món khác. Ở với món này thì thầy sẽ mời các bạn nói trước. Các bạn sẽ chọn món này. Các bạn hỏi thầy trước xem. Nasi goreng. Hỏi thử xem nào. It's a rice dish from Indonesia. Nào, mình hỏi tiếp câu thứ hai là What do people make it with? Tới thầy ha. Chicken. Quack, quack, quack. Eggs and rice. Your turn. No thanks. I'm full now. Thầy no, không ăn đâu. Vậy bây giờ thầy sẽ hỏi lớp mình nha. Tiếp theo ngược lại nè. What is steak frites? What do people make it with? Would you like to try it? Yes, I love to. Or no, thanks. Tùy mình ha. Right. Now, your turn first. You ask me first. Ask me. Spaghetti carbonara is a pasta dish from Italy. Now you ask me. Well, let me see. People make spaghetti carbonara with pasta, pork, eggs, and cheese. You ask me? No thanks. I don't like cheese. Now, my turn. What is pho? Easy. What is pho? What do people make pho with? Would you like to try pho? Yes or no? Yes, I love to. We all love pho, right? Now, switch it. You ask first. Ask me. Chowder is a soup dish from the USA. Now, people make it with seafood, potatoes, onions, and cream. Yes, I love to. I love green very much. Okay, so you have made a conversation with me about favorite food around the world. Congratulations, you did a very good job. Now, we move to part 3, writing. Chúng ta đã đọc rồi nè, đã nói rồi, bây giờ mình sẽ viết thử xem nào. Relax, right? Nhưng mà khi viết thì chúng ta phải think. So, with a partner, you choose two of the dishes from your country and you make notes. Make notes. Mình sẽ chọn ra hai món ăn ở Việt Nam và chúng ta sẽ ghi chú ở đây trước ha. Mình sẽ ghi chú trước đã, sau đó mình mới viết được. Thì mình suy nghĩ trước đã ha. Viết thì phải suy nghĩ trước. Vậy, the name of the two dishes. Rồi, thầy chọn một món thầy thích nha. Bún thịt nướng, ok, bún thịt nướng, right. And the order will be bún riêu. Ah, you like bún riêu, yes. So bún thịt nướng,
What kind of dish is bún thịt nướng? Noodle soup or noodle only? Noodle dish. People make bún thịt nướng with what? Grilled pork. Yes. What else? Rice noodles. What else? Herbs. Okay. What do people put on top of it? Peanuts. Bún thịt nướng mình hay cho đậu phộng đúng không? Peanuts. Rồi, do you eat it with fish sauce? Đúng không? Ta có ăn với nước mắm không? Yes or no? Yes. So, bún thịt nướng with fish sauce. And is it delicious? Very delicious. Do people eat it for breakfast, lunch or dinner? Bún thịt nướng. Breakfast, yes. Thường mình ăn ngày nào cũng được, lúc nào cũng được, nhưng mà thường người ta ăn vào buổi sáng đúng không? People eat bún thịt nướng for breakfast. How about bún riêu? Bún riêu here. Bún riêu. It's a kind of noodle soup dish. So, what do you make bún riêu with? You make it with what? Crab, đúng không? Cua, crab. What else? Noodles and một cái gì mà làm cho nó đỏ đỏ hả ta? Yes, tomatoes, với cà chua đúng không nào? Rất là đậm đà vị cà chua. So, when do people eat it? When do people eat bún riêu? In the morning. Thường ít ai ăn sáng bún riêu đúng không? Ít lắm. Người ta ăn vào buổi gì ta? Xế chưa đúng không? For lunch. Okay, or for a snack. No. Okay, and do you eat it with herbs? Mình ăn với lại một số cái rau ăn kèm đúng không ta? Herbs. Yes. And how does it taste? Wonderful. Vậy mình đã có ý tưởng rồi ha. Chúng ta đã có ý tưởng để mình có thể làm hai món này rồi. Vậy mình sẽ viết cái bài nào đây? Chúng ta sẽ viết một cái bài. Thầy sẽ cho mình xem một bài mẫu thử nhé. Yay. Now you read it with me. Bún thịt nướng is a noodle dish from Vietnam. People make it with noodle, pork, and salad. Some people eat it for lunch. I eat it for breakfast. It tastes great. Bún riêu is a noodle soup. People make it with noodles, crab, and tomatoes. I eat it for lunch. It tastes delicious. Thì mình thấy từ những thông tin của thầy đã cung cấp thì các bạn có thể viết thành một cái bài rồi đúng không? Và không nhất thiết chúng ta phải chọn hai món là bún thịt nướng và bún riêu. You can choose bún bò Huế, bún thang, bún mắm, or whatever you like. You can do it now, right? Now show me your piece of writing, please. Very good. Chúng ta đã xong phần bài học rồi thì chúng ta sẽ mở ra sách bài tập trang 31 để làm bài tập tiếp nhé. Now, reading. You read the article and you write the names of the dishes next to the pictures. Rồi, phần này chúng ta chỉ đọc bài và chúng ta ghi cho thầy tên ở hai chỗ này thôi. Một là món gì, hai là món gì. Và chúng ta cùng nhau đọc trước đã nhé. Food in Vietnam. Vinh Trân, October 10th. Bún chả is a famous meat dish from Vietnam. It is grilled pork. You eat it with rice noodles, vegetables, and a sauce in a small bowl. People make this sauce with sugar, lemon juice, chili, and fish sauce. The dish is delicious. If you don't like pork, bún bò Nam Bộ is a popular Vietnamese beef dish. It is very easy to make. People make bún bò Nam Bộ with beef, noodles, and herbs. You eat with peanuts on top. Bún chả and bún bò Nam Bộ are both delicious dishes. Vietnam has lots of other amazing dishes too. Its food is become very popular all around the world. Vậy mình đã thể chọn được rồi ha. Vậy mình thấy đây. Bún chả là mình có grilled pork nè, mình có rice noodle và sauce in a bowl. Ở đây có một cái bowl thì mình sẽ chọn đây, chắc chắn là bún chả rồi đúng không nè. Ngón còn lại sẽ là bún bò Nam Bộ, mình có gì đây, beef này, mình có peanuts là đậu phộng on top, vậy ở đây sẽ là bún bò Nam Bộ, right? Bún chả and bún bò Nam Bộ, done. Now you read again and you answer the question, please. Vậy một lần nữa thì chúng ta sẽ đọc câu hỏi trước đã, đúng không nè?
Ví dụ như câu số 1, what meat is in bún chả? Mình kiếm liền cho thầy, what meat in bún chả? Meat, dish, rồi grilled pork. Mình thấy có thông tin này là mình chụp, mình ghi xuống liền. The meat is grilled pork. Right, how about number 2? What do you eat bún chả with? What do you eat bún chả with? Mình kiếm ở đây liền. You eat it with rice, noodles, vegetables and a sauce in a small bowl. Vậy chúng ta sẽ trả lời ở đây như thế nào đây? You eat bún chả with rice, noodles, vegetables and a sauce in a small bowl. Vậy người ta hỏi tiếp là what? Okay. What do they make the sauce in bún chả with? Làm cái nước sốt này như thế nào đây? Thì mình có đây nè, kiếm trên này ha. Đây, people make this sauce with sugar, lemon juice, chili and fish sauce. Mình có đường, có nước cốt chanh, có ớt và có nước mắm. Vậy mình trả lời đây như thế nào ta? They make the sauce in bún chả with sugar, lemon juice, chili and fish sauce. Linh hồn của món ăn Việt là phải có nước mắm đúng không nè? Tiếp câu số 4. What do people make bún bò Nam Bộ with? Mình sẽ kiếm, tức là bún bò Nam Bộ. Đây, beef, noodles and herbs. Vậy mình có thể trả lời được rồi. Đây nè, people make bún bò Nam Bộ with beef, noodles and herbs. Right. Và câu cuối cùng. What do you put on top of bún bò Nam Bộ? On top, mình kiếm cho thầy chữ on top trên bài xem. À, ngay đây đúng không? You eat it with peanuts on top. Thì mình đã trả lời được rồi. We put peanuts on top of bún bò Nam Bộ. Right, easy. Rồi, phần cuối cùng thì chúng ta sẽ làm gì đây các bạn? Chúng ta sẽ viết một bài và kỳ này chúng ta sẽ tả một món ăn Ý thử xem nha. Chúng ta sẽ tả một món Ý. Viết 50-60 từ. Vậy người ta có thông tin gợi ý cho mình không? Có ở đây. Spaghetti Polonaise, Italy. Đây là một món làm từ gì? Cà chua này ha, rau thơm này, các loại rau ăn kèm này, beef là thịt bò và hành tây, onions. Người ta bỏ gì ở trên? Cheese. Rồi các loại thức ăn này là loại gì? Noodle dish, đúng không? Đây là loại mì, right? Mình ăn với lại nước sốt thịt, meat sauce. And how does it taste? Delicious, right? People all over the world love it. Vậy mình có thể nói được rồi đó. Mình có thể mở đầu bằng câu I love to eat spaghetti Polonaise. It is from Italy. Spaghetti Polonaise is kind of noodle dish. We eat it with meat sauce. People make it with tomatoes, herbs, beef, and onions. And people put cheese on top of spaghetti Polonaise. I love it very much because it is delicious. Spaghetti Polonaise is a very popular dish. People all over the world love it. Thì mình thấy ha, mình đã làm một cái đoạn rồi đó. Dựa vào thông tin đó thì đã làm được một cái đoạn rồi. Vậy các bạn hãy làm thử xem nào. Congratulations! You have finished lesson 3 period 2. Chúng ta đã hoàn thành xong bài số 3 tiết 2 rồi ha. Và chúng ta đã reading 2 passages to describe Vietnamese dishes. Mình đã đọc 2 bài đọc mô tả được 4 món ăn Việt Nam đúng không nè. Phở này, cơm tấm này, bún chả và bún bò Nam Bộ, right? And you speak about food around the world. Chúng ta đã dự lễ hội ẩm thực quốc tế và chúng ta đã nói về một số món ăn như là chowder từ Mỹ này, spaghetti carbonara và món spaghetti bolognese từ Ý này, đúng không? Món từ Philippines có không? Không. Món từ Indonesia, right? Và món từ Pháp, steak frites. Và ở Việt Nam thì mình có nhiều món rồi ra và chúng ta có thể viết được về các món ăn Việt Nam này và chúng ta viết được về món ăn Ý luôn rồi trong 50-60 từ. So, that is the end of the lesson. Goodbye. See you soon.